Thôi chứ bắt đầu đi đấy. Tàu bắt đầu lại bắt đầu đi tiếp à. Tàu gì? Tàu thuyền à? Ừ. Đấy. Bắt đầu chuẩn bị đi. Ô đi rồi này, đứng lại đi rồi. Nó lại đi rồi. Này bắt đầu ra dần. Đấy, đi rồi. Bắt đầu đi rồi. Đấy. Bắt đầu lại đi tiếp. Bây giờ Markava này vẫn nắng này. Không có tí tiền nữa lại đến đấy. Tí rồi vào giờ. Tàu này bắt đầu vào rồi. Đấy. Tàu này bắt đầu vào này. Ôi đi vào đây là gì? Vào nó đỗ. Trả khách, khách xuống, mọi người xuống. Mấy người thôi. Đấy. Đi ra xa rồi kìa. Đi ừ. Xa kia rồi. Đấy, đi xa rồi. Ai của anh thế? Thế lúc có cái bò này có nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm. Sao? Ở dưới nguy hiểm, không được xuống. Cúng mà. Ông bảo vệ không cho xuống đâu nhá. Xuống ông mắng ngon. Sập đấy, xuống đây là sập đấy. Xuống cầu thang thôi á. Đấy. Có cho xuống đâu. Đấy, tàu đấy. Anh Thủ ơi, sao cái ông mà áo khoác kia, sao ông lại cắm cái giấy ấy anh? À, để tí ông ấy buộc đây. Để tí ông ấy buộc cái cột này. Buộc cái cột đó cái gì? Để cho cái tàu đỡ chạy xê dịch. Cái tàu lửa ấy kìa. Ừ, cái tàu lửa lại nhiều không? Đấy có cả nhạc kìa đấy nhạc đấy có rượu bắt đầu ấy là ừ. Đấy bắt đầu á. Đấy. Hay không? Nào bảo mẹ cho đi nhá. Nào bảo mẹ cho đi chuyến. Đây ngồi đây. Đi hết sông Bắc các bạn. Đi khắp bờ sông Bắc các bạn. Đi lên đi. Ừ. Đấy, bắt đầu xuống á. Chàng con này không đi nhỉ. Đẹp này không đi. Đấy. Bên bên được rồi vào trong này, vào trong này không lo 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 ngồi ngã.
anh không dám ngồi đâu, ngã nguy hiểm. Đấy, sông Mắc Cơ Va đẹp không? Được. Ngã. Không. Người ta thu vé đấy. Xuống đấy là thu vé đấy. Tiền. Thu tiền. Ở đấy không cho xuống. Sao không cho xuống? Người ta bắt trả tiền á. Ừ, phải trả tiền. Xuống đây đi, phải lướt xuống đây đi. Ừ. Không ra, nó làm mình còn đầy cả một cái tủ nước.